ở trong vòng gần mình sống có những chỗ vẫn rất là lý thú, mình không nhất thiết là phải đi xa. Đường chạy qua này. Giờ mình vô trong cái đường này ha mọi người, mình có tìm hiểu là cái đường này nó vô trong cái khu dân người ta cũng sống á, ra tới Hồ Trị An luôn, thì mình đi thử. Tại vì hôm nay là có thằng em á nên là mình mới dám đi, có mình cũng không dám đi mấy đường này đâu, sợ bị sinh lầy hay cái gì quay đầu không được á. Với lại đi mình vô đây cũng ớn đó mọi người, thấy không, vô đây đường đất không ha. Mình đi vô này, mình thấy cái đường này dẫn vô cái khu có nhà người dân ở, người ta cũng có cho thuê bãi camping sát hồ Trị An luôn, nhưng mà sát hồ Trị An theo một cái cách khác ha, xiên rừng. Hôm qua mưa, chắc là mưa nên là đường cũng hơi là ướt. Mình rất là thích đi vô mấy cái đường vắng vắng kiểu hoang sơ cũng vậy đâu mọi người, nhưng mà đi một mình thì nó rủi ro cao nên là mình không có đi một mình, mà mình đợi có anh em rồi mình dẫn đi. Đi một mình thì rủi ro cao, ví dụ như là mưa gió hay là sình lầy rồi á, quay đầu không được. Wow, đã quá. Kiểu mà có đồng đội là sức mạnh tăng lên gấp 10. Tại vì chưa đi lần nào, còn ví dụ như đi một lần rồi á thì mình sẽ chắc chắn là cái chỗ đó mình nhắm mà mình có thể đi một mình hay không á, thì mình sẽ dám đi. Nhưng mà có những chỗ là lần đầu tiên đi mà nó hơi vắng vẻ đồ thì mình không dám đi. Không, ở trong này có nhiều cây cổ thụ ghê, đang đi sâu vô trong rừng mà. Vậy mà cũng có người sinh sống cho trong này mới ghê chứ. Không cần phải đi đâu xa để thấy mình còn sung sướng. Chỗ này gần gần chỗ mình nói mọi người. Không cần biết là cái kinh tế của người ta ở trong này như thế nào thì người ta vẫn sẽ làm ra tiền này nọ thôi, chưa chắc là mình đã làm ra tiền nhiều người ta. Nhưng mà cái nội cái chuyện mà để sống ở trong này là mình thấy người ta đã cực khổ rồi. Và ở trong cái cánh rừng này thì có rất nhiều cái địa điểm như vậy nữa. Có rất nhiều địa điểm mà đi vô trong sâu trong rừng á. Cỡ mình mà dục vô đây là thua. Không làm gì được trơn. Cái rừng này là rừng nguyên sinh. Ở trong vòng gần mình sống có những chỗ vẫn rất là lý thú, mình không nhất thiết là phải đi xa đó. Thì khi mà mình đi xa là do mình không có thời gian, mình có đủ điều kiện kinh tế rồi, còn sức khỏe thì mình đi xa và mình sẽ chừa những cái con đường, những cái chỗ gần gần vậy thì để giống như rảnh rỗi, không có điều kiện đi, không có thời gian đi thì mình sẽ đi gần gần. À, ở vòng vòng chỗ mình cũng có nhiều chỗ rất là lý thú mọi người. Và không phải là cứ ở gần mình là mình đã đi đâu. Có những chỗ mình cứ kiểu nhà thì mình không biết rồi, mà nhà người ta thì mình rành. Đầu vô đi đường sình lầy dữ á. Nhưng mà cũng còn rất là dễ. Sình này thì mình quá quen thuộc rồi.
À, đã quá ha. Mê ghê á. Thế giờ cái khúc này sao ta? Chắc chạy thẳng qua luôn á. Ừ, chạy thẳng qua luôn rồi. Bỏ đi. Đường mà. Chạy qua này. Vậy chứ mưa là không dám chạy ta. Đúng không? Má. Mình phải thấy, thấy cảm giác thấy cái con đường, có con đường ở dưới á. Nó không có xe này nó giống, không có giống như xe hai bánh, là tại vì nếu mà nó sụp là nó có khả năng nó lật. Đường này là người ta gọi là trảng B, mọi người đi vô trảng B là cái gì mình không biết. Em không biết là cái chỗ đó là tên trảng B hay là cái con đường này tên trảng B. Nhưng mà chắc là con đường này thì không có tên đâu. Chắc cái khu ở trong trỏng tên là trảng B thôi. Nãy giờ mình quên coi cây số hả? Để tí nữa mình ra mình coi cây số. À, mình chạy 10 phút rồi. Tốc độ là tầm 30 km trên giờ. Đã quá. Sao đường còn dễ, nó không có đá là nó dễ rồi, với lại nó đừng cứ nghiêng, nó nghiêng thì xe này khó, tại không chống chân được chứ không gì. Mình chạy được 12 phút thôi mọi người, mình nãy giờ mình quên cái coi cái cây số nên là mình không biết mình đi bao nhiêu cây số rồi. Ở chỗ này thoáng thoáng rồi nè, chỗ này là rừng trồng rồi nè, nhìn rừng trồng là biết liền. Rừng trồng là nó thẳng thẳng hàng, còn cái rừng nguyên sinh là nó tùm lum tùm la ra. Giờ ra chỗ này thoáng thoáng rồi mọi người, không biết nằm khúc nào luôn á. Để tí nữa mình coi bản đồ ấy, để coi nó có cái con đường nào đi ra lại ngoài kia luôn, khỏi mất công quay lại á. Đó, tới tới gọi chỗ ấy rồi nè, tới chỗ nhà tên nè. Rẫy rồi. Khu vực
thường xuyên xảy ra đuối nước ghê hả? Đấy, bên đây có nhiều người hơn nè, có nhiều người vô chứ bộ. Đó rồi ra tới bờ hồ này nha mọi người. Không biết cái này phải lòng hồ Trị An không thì mình không biết, chắc là lòng hồ Trị An nhờ. Đó anh em này đang người ta đi cắm trại á, chắc giờ ra lại. Ây da, ây da, đó người ta đi cắm trại giờ ra lại nè. Nói đại á không biết đúng không. Ồ ở chỗ này là cái bãi cắm binh nè. Dạ chào anh. À, em chạy vòng vòng vô đây có nước ngon uống vậy thôi, em ra vậy. Dạ anh đi tham quan vòng vòng đi rồi còn gì thì em lấy. Dạ dạ. Có mình có bán nước đồ uống mà đúng không anh? Chạy, em đi vòng vòng chạy xe được không anh? Dạ được. Dạ rồi. Dạ rồi rồi chạy vòng vòng trên này thôi. Dạ dạ. Hả, đi vòng vòng chơi miếng đã, uống nước rồi về. Dạ dạ. Anh cứ ngồi giỏng em thấy đẹp chạy. Rồi ok anh. Đây chắc là lòng hồ Trị An đúng rồi. Ừ đã không? Chạy xe thoải mái hơn. Rồi mình chạy xuống dưới kia luôn. Mày kia có giỏng. Đó cái kia có giỏng kìa. Đây lòng hồ Trị An, cái Google Maps nó báo sai hoài. Ở chỗ này là khu cắm trại cắm binh đồ mọi người. Ở chỗ này cắm binh đã. Ôi làm lon nước rồi gì à? Ồ, chỗ này có cái chỗ làm bạch ti ngon à. Rồi bây giờ tụi mình quay ra mọi người. Tụi mình vô trong cái bãi đó thì ở trong trọng có 2-3 bãi cam binh á. Thì trong đó cam binh thì có tính phí mọi người. Còn nước uống thì lúc nào cũng có. Nếu mà mọi người muốn vô tham quan ăn uống nghỉ lại thì mọi người phải liên hệ trước ha. Cái điều thú vị ở trong này là mình đối với mình là không phải là cái bãi cắm binh mà là cái con đường đi vô nha mọi người. Đó rồi bây giờ tụi mình quay ra thì mình sẽ dừng video tại đây ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu mà mọi người đi vô tình đi ngang qua thấy được clip của mình thì cho mình xin một cái subscribe. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ha.